Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc mạch sạc pin. Mình đã sử dụng mỏ hàn và mình nối tất cả các linh kiện lại với nhau. Đây là cái cục sạc 5V. Thì mình sẽ sử dụng cái mạch sạc này và mình sẽ sạc cho một số loại pin. Ở đây là mình sẽ sạc cho pin 18650. Cái đế này là cái đế để đựng pin 18650, tức là cái khay pin. Mình sẽ sử dụng những cái cục pin 18650 như thế này và mình sẽ lắp vào đây để sạc các bạn ạ. Thì cái mạch này thì nó hoàn toàn có thể tự động ngắt khi pin đầy. Khi pin đầy thì nó sẽ báo đèn màu xanh. Và khi sạc thì đèn sẽ báo màu đỏ. Mình lắp cục pin này vào đây thì mình cắm nguồn thì cái đèn này nó sẽ báo màu đỏ, tức là đèn báo sạc. Và khi pin đầy ở cái ngưỡng 4,2V thì đèn sẽ báo màu xanh. Như vậy là các bạn sẽ có thể rút cục pin này ra ngoài rồi. Mà khi cái cục pin này nó đầy ấy, thì cục pin này sẽ không có cảm giác là bị nóng nữa. Lúc đầu sạc thì nó sẽ có cảm giác là hơi ấm ấm các bạn ạ. Trong quá trình nó không ăn dòng nữa thì nó sẽ báo đèn màu xanh khi pin đầy. Và cái cục pin này sẽ mát và không nóng nữa các bạn. Với cái mạch này thì mình có thể sạc được tất cả các loại pin 3,7V chứ không phải riêng pin 18650 các bạn nhé. Cứ loại pin nào đầy ngưỡng 4,2V thì đều có thể sạc được nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ để cho các bạn một cái sơ đồ. Các bạn làm theo cái sơ đồ này. Đây là cái sơ đồ mạch của nó đây, mình đã vẽ xong. Thì cái nguồn điện cung cấp cho cái mạch sạc này là một cái nguồn điện 5V từ những cái cục sạc điện thoại cũ. Và mình sẽ cho nó đi qua cái mạch này và chúng ta có thể sạc được cho cục pin 3,7V khi đầy ngưỡng là 4,2V nha các bạn. Với một cái số linh kiện như thế này thì các bạn có thể kiếm ở tất cả mọi nơi. Những cái linh kiện này mình hoàn toàn mình tận dụng lại thôi các bạn ạ. Mình hy vọng với cái mạch này sẽ hữu ích cho bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.